Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào rậu. Trong vườn, ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết chết. Vậy, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác trẻ, ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pha-ri-siêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, câu chuyện tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ sự bất lương của những người tá điền thuê vườn nho. Chủ vườn nho luôn quan tâm chăm sóc vườn nho của mình, nhưng do phải đi xa nên mới giao cho tá điền coi sóc để ông được hưởng một phần hoa lợi. Nhưng tiếc thay, bọn tá điền đã quá tham lam, muốn chiếm đoạt tất cả vườn nho của chủ, nên họ không từ một thủ đoạn nào. Vì thế, khi chủ vườn nho sai đầy tớ đến thu hoa lợi, thì họ đánh người này, giết người kia và sát hại cả con trai duy nhất của ông, với mục đích muốn chiếm đoạt vườn nho. Cuối cùng, ông đã đến tru diệt tất cả bọn họ và trao vườn nho cho người khác coi sóc. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta cũng thế. Cả một vườn nho Thiên Chúa trao ban cho từng người chúng ta, đó là cuộc đời của chúng ta. Chúng ta được sống trên trần gian, chúng ta được làm con Thiên Chúa, chúng ta được những ân huệ trong cuộc đời. Một ngày chúng ta có 24 tiếng đồng hồ, chúng ta có sức khỏe, chúng ta có tài năng này, tài năng khác, chúng ta có điều kiện thuận lợi để sống đạo. Tất cả là hồng ân Chúa ban, và Chúa muốn chúng ta dâng lại cho Chúa một phần. Vậy, một ngày chúng ta đã dâng những gì cho Chúa và chúng ta đã sử dụng bao nhiêu cho riêng mình? Mùa chay là mùa mời gọi chúng ta nhìn lại tất cả những điều đó để nhận ra
chúng ta đã sống xứng đáng với hồng ân Chúa ban hay không? Nhận ra và làm đúng với ý Chúa muốn nơi từng người chúng ta là điều chúng ta cần tìm hiểu, để hồng ân Chúa luôn tràn trề và để hồng ân Chúa thương ban cho chúng ta nhiều hơn nữa. Xin Chúa giúp chúng ta luôn trở thành những tá điền trung thành của Chúa, để đời chúng ta được no thỏa và để chúng ta được Chúa yêu thương hơn nữa. Amen.